Vâng, xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay thủ thuật Android sẽ chia sẻ với các bạn bản mốt liên quân mới nhất mà không bị khóa. Ở cái bản trước thì mình có video, đó là video cũ thôi. Có nghĩa nhưng mà link thì link của file mốt vẫn là file mới. Và bản mốt này full skin mình đã test chơi khoảng 1 tháng nay và vẫn chưa bị khóa nhé. Đây, đây là skin của Theo nó. Đấy, full skin. Skin Laureus. Đấy. Nó xuống phụ tất cả skin. Đấy, các bạn có thể đây zoom này, toàn skin VIP ở trong bản chính thức nhé, không phải bản thử nghiệm nhé. Và bây giờ mình sẽ dẫn các bạn làm sao để mốt được game Liên Quân ở bản chính thức này. Đầu tiên các bạn cần phải download cái file mod về nhá, cái file mod mình để ở dưới video. Đây. Nhiều bạn bảo không biết đi download ở đâu thì mình chỉ luôn. Ví dụ các bạn đây là cái video của mình. Các bạn bấm vào cái mũi tên đây, tên bên góc bên phải này, nhỏ 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 xuống này. Thấy chưa? Đấy. Rồi. Các bạn thấy không? Kéo xuống này. Link download file mod skin này, thấy không? Các bạn ấn vào đây. Đấy. Sau khi ấn vào thì nó sẽ chuyển đến giao diện này, các bạn ấn vào chữ download. Ok, download. Rồi. Đã tải xuống. Đã tải xuống một file này. Bây giờ các bạn phải làm theo hướng dẫn để mốt được game này. Đấy. Các bạn dùng phần mềm này. ES duyệt tập tin này. Phần mềm này ở video trước mình đã hướng dẫn download rồi. Các bạn dùng phần mềm này để quản lý file dễ rồi. Chọn vào đây. Đấy. Các bạn chọn vào đây. Rồi, các bạn chọn xuống download. Đây. Vào cái file mình vừa download này. Có dấu hỏi chấm này, onatoxer .acebun này, các bạn giữ chọn đây được chưa? Rồi. Chép. Rồi. Các bạn ấn nút quay lại này. Đấy, quay lại đây. Bạn nút quay lại nha. Đấy. Rồi, các bạn ở cái giao diện này các bạn tìm đến thư mục cho mình Android này, thấy không? Android có cái dấu hình răng cưa này. Các bạn chọn mình data này. Rồi các bạn tìm cho mình thư mục đây, com.garena này, .game này, kgv này, chọn vào đây, chọn file, rồi chọn này, resource này, đây vào đây resource, rồi các bạn chọn vào asset này, bundler này, đấy, asset bundler này, chọn vào đây rồi. Rồi các bạn dán cái file vừa copy vào nhá, dán cái file vừa copy vào với các bạn vừa download về xong bạn vô cái thư mục download đấy, bạn copy bạn dán vào đây theo cái đường dẫn này, chọn dán này, ok, các bạn chọn ghi đề nhá, ghi đề. Rồi vậy là đã chép chép xong. Và bây giờ các bạn chỉ việc thoát game ra, thoát lên ra nhá, và vào lại game. Đó, đây là mình vào game rồi và các bạn vô để thưởng thức thôi. Đấy. Đã mốt xong skin rồi. Bản chính thức nha. Hiện tại mình chơi hơn 1 tháng mà chưa bị khóa acc. Full skin. Bạn nào không làm được thì cứ nhắn tin cho mình, inbox cho mình để mình hướng dẫn cho.
Các bạn nhớ chia sẻ với bạn bè và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Mình sẽ có nhiều video hay hơn. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.